Xin chào tất cả các bác, đến với clip tiếp theo của em. Hôm nay em ra thăm vườn, ra thăm cây bơ em 034. Quả cực kỳ dài, cực kỳ to luôn các bác, nhìn thấy không? Đây. Cực kỳ dài, cực kỳ to luôn này các bác. Một đống bơ, cây đống bơ cực kỳ to, dài, 034. Làm giàu cho bà con nông dân. Đây, một đống bơ 034, cực kỳ to luôn. Đây, một cây bơ quả rất xin là dài luôn này. Đó, các bạn. Em trồng thử nghiệm một cây thôi mà quả cực kỳ to luôn. Đây, một chùm này. Đó, một chùm 034 này. Cực kỳ to luôn. Đó. Bên dưới em trồng này, bơ này. Quả cực dài luôn này. Cây không. Cây ấy. Trồng một cây cực kỳ quả cực kỳ to luôn này. Giống bơ 034. Các bạn. Cũng sai phết các bạn. Cực kỳ quả cực kỳ to dài luôn nhớ các bạn. Quả dài cực kỳ dài luôn. Dạ, quả giả quả to luôn. Đây này các bạn. To phết, quả dài phết này các bạn. Dài kìa, quả dài không ạ? Quả dài chưa? Đây này. Quả tương hiện to chưa? Giống bơ 034 này. Đá chưa? To thế đấy. Đây. Chùm. Chùm bơ này. Đá chưa? Cực kỳ đá luôn này. Cái bơ này. Sai phết các bạn. Giống bơ 034 quá dài. Quá to. Thử nghiệm trồng cây quả to phết các bạn. Đây này. Từng chùm một to chưa? Có cái đá luôn này. Rồi, em kết thúc video đây. Rất mong các bạn ủng hộ em và đăng ký kênh cho em nhé.